Rồi Quang Tây xin chào bà con và các bạn. Hôm nay cập nhật giá long ngày 17 tây tháng 7. Thì giá long ruột đỏ hôm nay thì tăng nhẹ lên 1.000 đồng một ký nha. Thì giá như sau, giá hôm nay giá ruột đỏ miền Tây thì loại 1 nó có giá 21.000. Loại 2 có giá 16.000, loại 3 có giá 11.000. Loại 4 6.000. Hàng ngang trộn 6.000. Còn giá long ruột trắng Bình Thuận thì hôm nay hàng đẹp về kho thì có giá từ 14 đến 16.000. Hàng sàn từ 12 đến 14.000. Hàng dạt từ 6 đến 8.000. Đó là giá long ruột trắng đó nha bà con. Giá long ruột trắng miền Tây á, thì nó dao động ở mức là hàng đẹp cũng 14 đến 16.000. Hàng sàn có giá từ 12 đến 14.000. Hàng dạt có giá từ 6 đến 8.000. Thanh long, mặc dù thanh long ngoài đồng bà con mình hiện nay á, thì hầu như là còn rất ít nhà vườn có trái chín nha. Cho nên giá thanh long thì hiện tại thì bà con mình vẫn còn đang theo dõi để bà con mình làm thanh long. Thì cái đợt trái sau này chắc nó rất là ít chứ không nhiều đâu nha bà con. Tại vì đợt trái sau này bà con mình chặt bỏ bóp rất nhiều. Đợt trái sau này bà con cứ yên tâm mà làm, tại vì rất có rất nhiều nhà vườn chặt bỏ bóp nha. Rồi hôm nay thì mình cập nhật nhanh giá long đến đây thì cũng xin kết thúc nha. Bà con có quan tâm thì mình nhấn đăng ký kênh để mình nhận những video mới nhất nha. Rồi xin chào bà con, các bạn gặp lại video sau nha.